trưa 19 tháng 10, công an huyện Xuyên Mộc đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ rệt vụ án mạng xảy ra ở khu vực. Danh tính hai nạn nhân được xác định là Hồ Thị Bế 44 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Lê Văn Cường 52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận. Theo đó, sáng cùng ngày, người dân sinh sống ở ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi ngang qua nhà của bà bé thì phát hiện bà nằm bất động trước hiên nhà. Khi kiểm tra, người dân phát hiện bà bé đã tử trận rất nhiều vết yêu mến ở phần cổ. Lúc này, mọi người hô quán và báo công an. Công an có mặt phong tỏa hiện trường và kiểm tra bên trong căn nhà thì phát hiện thêm ông Cường tử trận trong tư thế treo cổ bên trong nhà qua khám nghiệm công an nhân định có khả năng ông cường sát hại bà bé bằng vật nhọn rồi treo cổ tự tử hiện vụ án đang được điều tra làm rõ rệt